Trường Giang tặng 100 bông hồng khi Nhã Phương quay phim ở xa. MC Hoàng Anh tiết lộ trong thời gian cùng Nhã Phương đóng phim ở Đà Lạt, cô đã chứng kiến sự ngọt ngào, quan tâm mà diễn viên dành cho bạn gái. Chương trình Bí mật đêm Chủ nhật tập 7 sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Sơn, Việt Hương, Trường Giang, Huỳnh Lập với sự dẫn dắt của Á hậu Hoàng Anh. Các nghệ sĩ sẽ cùng với khách mời Lưu Lê trải qua những chiêu trò hài hước và táo bạo. Đó là các thử thách mang đậm tính ứng biến như lồng tiếng, câu thoại bất ngờ, sân khấu nằm và diễn ghép đôi. Từng tham gia nhiều chương trình nhưng Bí mật đêm Chủ nhật lại là chương trình đầu tiên Hoàng Anh trở lại sau khi chia tay cùng mối tình 3 năm Huỳnh Anh. Trong lần tái xuất này, cô đã thay đổi mái tóc dài bằng mái tóc ngắn uốn nhẹ. Trường Giang nhận định cú sang chấn tâm lý sau khi chia tay đã khiến cô đẹp lên trông thấy. Dù được khen nhưng Hoàng Anh vẫn cảm thấy tủi thân vì không được chiều chuộng như trước. Nữ MC tâm sự cô rất ghen tị khi chứng kiến Nhã Phương được Trường Giang quan tâm chăm sóc trong thời gian quay phim ở xa. Hoàng Anh tiết lộ khi cô quay phim cùng Nhã Phương ở Đà Lạt, Trường Giang đã gửi tặng 100 bông hồng và liên tục gửi gà nướng lu, thịt nướng cho người yêu. Không chỉ chạm trán Trường Giang, Hoàng Anh còn đụng chạm đến cả tiền bối Hoàng Sơn khi gọi nam nghệ sĩ là người có mái tóc đẹp nhất. Bất ngờ Trường Giang chia sẻ, anh chị em nghệ sĩ luôn gọi Hoàng Sơn bằng biệt danh Sơn Bạch Đằng vì anh từng có ý định nhảy xuống sông Bạch Đằng khi vợ đuổi ra khỏi nhà ngay đêm 30 Tết. Đỗ Mỹ Linh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2017. Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết Đỗ Mỹ Linh chính thức là đại diện của Việt Nam tại Miss World 2017. Sáng ngày 17 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi họp báo công bố các bản quyền cuộc thi Hoa hậu, bà Phạm Kim Dung, phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World Hoa hậu Thế giới 2017. Thông tin Mỹ Linh sẽ góp mặt ở đấu trường nhan sắc thế giới lần thứ 67 rộ lên trong những ngày qua. Sự việc bắt đầu khi Hoa hậu Myanmar chia sẻ ảnh chụp cùng Đỗ Mỹ Linh tại một sự kiện ở Thái Lan trên trang cá nhân với dòng chú thích Miss Vietnam World. Tuy nhiên thời điểm đó, các bên liên quan đều từ chối trả lời. Mỹ Linh chia sẻ sự tự hào khi được tham gia Miss World 2017. Cô cho biết những ngày qua đã tập trung hoàn thiện các kỹ năng catwalk, trình diễn, nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh, rèn luyện thể lực, hoàn thiện vóc dáng. Ngoài ra, cô và ekip cũng tập trung phát triển dự án cộng đồng, hỗ trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam để tham dự phần thi Hoa hậu nhân ái. Miss World 2017 sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới tại Trung Quốc. Trước đó, người đại diện cho Việt Nam dự thi Miss World 2016 là Hoa khôi áo dài 2016 Diệu Ngọc. Năm 2015, Hoa khôi Lan Khuê cũng từng tạo dấu ấn tại cuộc thi này khi lọt top 11 chung cuộc. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, sinh năm 1996 tại Hà Nội, cao 1m71, nặng 52kg. Khi đăng quang, cô là sinh viên năm thứ 3 thuộc lớp Anh 2. Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện người đẹp vẫn duy trì việc học song song các hoạt động xã hội, thiện nguyện, làm đại sứ của một hoa hậu đương nhiệm. Năm 2014, Đỗ Mỹ Linh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. Song vì lý do sức khỏe nên cô xin rút lui vào phút chót. Một năm sau, cô dừng chân ở top 15 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015. Bên cạnh đó, cũng tại buổi họp báo, ban tổ chức đã công bố Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung, được cử tham gia Hoa hậu quốc tế Miss International 2017 và Nguyễn Trần Huyền My, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Bị bạn Lâm Vĩnh Hải tố lăng nhăng trước, Lý Phương Châu thẳng thừng đáp trả. Bên cạnh đó là những mẩu chuyện chưa rõ thực hư nhưng cũng đáng lưu tâm xoay quanh vợ cũ Lâm Vĩnh Hải. Nghi án chia tay giữa Lâm Vĩnh Hải và Linh Chi chưa kịp lắng xuống, lùm xùm tiếp theo xoay quanh tin đồn Lý Phương Châu ngoại tình với đồng nghiệp thân thiết của chồng cũ đang được lan truyền chóng mặt. Thông qua Facebook, bạn thân của Nam Vũ Công treo status ám chỉ rằng Lý Phương Châu đã lăng nhăng với biên đạo múa Hiền Xến trước khi cả hai chính thức ly dị. Một số hiện vật được coi là chứng cớ ngoại tình giữa Lý Phương Châu và Hiền Xến cũng được tung ra. Bạn thân Lâm Vĩnh Hải tố cáo Lý Phương Châu ngoại tình,
bóc lột sức khỏe của chồng vì tham tiền. Lý do vì sao đến tận bây giờ Facebook TV mới tiết lộ nội tình? Lâm Vĩnh Hải từng chia sẻ với bạn về việc anh phát hiện Lý Phương Châu ngoại tình từ năm 2015. Những bức thư tay và dòng tâm sự được cho là của Hiền Xến gửi tới Lý Phương Châu. Không để mọi người phải chờ đợi thêm, vợ cũ Lâm Vĩnh Hải đã thẳng thừng đáp trả khi được một dân mạng gửi cho xem status vặt mặt mình. Lý Phương Châu nói, em đọc status em nhé, chị không có thời gian đi giải thích cho từng người và giải thích những tin tào lao. Cùng ghé qua một vòng mạng xã hội xem những người trong giới, đồng nghiệp, bạn bè của Lâm Vĩnh Hải phản hồi như thế nào về ồn ào lần này. Status từng được Facebook DMP đăng tải hồi Lâm Vĩnh Hải mới công khai hẹn hò với Linh Chi, tiết lộ rằng không ai biết vợ ảnh ngoại tình với bạn thân của ảnh từ 3 năm trước, ở chung vì nghĩa chứ chả còn tình. Nghi án Lý Phương Châu ngoại tình dường như đã được râm ran từ lâu. Mới đây khi chia sẻ với Zin.vn, Lý Phương Châu cũng một lần nữa khẳng định tin ngoại tình chỉ là tin đồn vô căn cứ, chuyện riêng của người ta mà các bạn nói như chui vào gầm tủ vậy, mà đại đa số là nghe kể lại, thậm chí không nghe gì luôn, đọc một bài báo tin như thật rồi đi kể lại như mình là nhân chứng sống. Cô phủ nhận hoàn toàn và cho rằng đó là tin tào lao nhất mà cô từng nghe, vì thế cô nghĩ mình cũng chẳng cần giải thích điều gì. Lộ loạt tin nhắn riêng tư của Lâm Vĩnh Hải trước tin vợ cũ ngoại tình. Một loạt tin nhắn riêng mới nhất của Lâm Vĩnh Hải đã được tung ra khi lùm xùm vợ cũ ngoại tình đang được quan tâm hết mức. Mấy ngày hôm nay, luận hết sức quan đến chuyện Lâm Vĩnh Hải đã đường ai nấy đi với Linh Chi. Chuyện chia tay sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu 6 tháng trước, nam dancer này không từ bỏ mối tình 11 năm và con gái Kỳ để yêu Linh Chi. Chẳng ngờ chuyện tình yêu với người mới lại kết thúc quá sớm và dễ dàng, nên Lâm Vĩnh Hải lại bị chửi bới nhiều hơn. Nhiều người cho rằng cái kết đáng ấy là quá đáng đời đối với người bạc tình như anh. Tuy nhiên, dư luận lại đang hoang mang khi một người bạn thân của Lâm Vĩnh Hải tung loạt bằng chứng tố Lý Phương Châu ngoại tình. Hẹn hò bạn của chồng trước khi nam vũ công bị tố phản bội vợ để đến với Linh Chi. Trước sức ép của dư luận, Lâm Vĩnh Hải đã dốc bầu tâm sự với bạn, chia sẻ về những cảm nhận của bản thân hiện tại. Bạn của Lâm Vĩnh Hải đã lên tiếng tố Lý Phương Châu ngoại tình trước, lại còn là với một người bạn của chồng. Sau mọi sóng gió, Lâm Vĩnh Hải dốc bầu tâm sự, thứ anh cần nhất bây giờ là bình yên. Mọi chuyện bây giờ trắng đen, đúng sai không còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn con gái được sống yên ổn. Đọc qua những dòng tin nhắn này, có thể thấy Lâm Vĩnh Hải chỉ muốn mọi chuyện được êm xuôi, không bị bàn tán, mổ xẻ quá nhiều. Còn trắng đen, ai ngoại tình trước, ai không quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ, anh chỉ muốn con gái Kỳ của anh có một chỗ dựa vững chắc và không bị ảnh hưởng tinh thần. Trước tin đồn bồ bịch với bạn của chồng, tối ngày 16 tháng 8, Lý Phương Châu cũng đăng tải một dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân, trong đó có đoạn: Châu bây giờ là người độc thân, Châu muốn đi với ai, tìm hiểu ai là quyền cá nhân của Châu. Châu không có ý định ôm bài Phương chinh tiết như lịch sử thời xưa. Còn lại, Châu không có nhu cầu giải thích thông tin tào lao nào mà mọi người nói qua nói lại, đồn đến đồn lui. Nghe kể lại, nghe tâm sự, nghe chia sẻ, không thể giải thích những sự việc không có. Chị gái Ngọc Trinh lại gây sốc với loạt ảnh ngực sắp trèo ra khỏi váy. Ai cũng cảm thấy nóng mặt khi xem loạt ảnh nhạy cảm này của chị gái Ngọc Trinh. Được biết đến là chị gái ruột của Ngọc Trinh, Ngọc Bích sở hữu khuôn mặt ưa nhìn và vòng ba bốc lửa chẳng hề kém cạnh cô em gái nổi tiếng. Chị gái nữ hoàng nội y thường chọn những trang phục mát mẻ, phô diễn những đường cong cơ thể tối đa. Sau cuộc ly hôn ầm ĩ với ca sĩ Aki Only, Ngọc Bích đã nhanh chóng tìm được tình mới nam ca sĩ Tiêu Quang, cựu thành viên nhóm nhạc V-Boys. Mặc dù không tham gia showbiz, nhưng mới đây chị gái nữ hoàng nội y lại tiếp tục tung ra bộ ảnh không thể bỏ mắt hơn bên người tình mới. Trong hình, Ngọc Bích diện váy da bó sát màu đen, có phần ngực xẻ sâu tạo dáng e ấp bên Quang Vinh.
Tuy nhiên, những hình ảnh o ép vòng một quá đà này của chị gái Ngọc Trinh, nhiều người không khỏi cảm thấy nhức mắt, thậm chí còn lo lắng thay cho cô nàng. Bởi chỉ cần cử động mạnh một chút thôi, ngực của Ngọc Bích sẽ trào ra khỏi váy ngay lúc nào không biết. Diện trang phục nội y, Ngọc Bích và người tình thoải mái tạo dáng đủ tư thế táo bạo. Ngọc Bích tự tin chụp hình nội y, chẳng hề kém cạnh cô em gái nổi tiếng. Trước đó, cặp đôi cũng đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi tung ra bộ ảnh. Cả hai vô cùng vui vẻ đùa giỡn nhau trong phòng bếp với phong cách thời trang mặc như không. Bộ ảnh của đôi tình nhân đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Bích đang đua đòi theo em gái Ngọc Trinh.